Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với mọi người về cái vận hạn tử vi của năm Canh Tý năm 2020, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của cái năm này. Một cái năm có thể nói là bị hình thái tuế với tuổi của các anh, cộng với là sao cũng không được tốt đẹp cho lắm, cho nên là dự báo rằng là năm nay sẽ là một năm tương đối là có nhiều điều mà phức tạp chứ không có hề đơn giản một tí xíu nào. Vốn dĩ là người Ất Mão là từ năm bắt đầu năm 2017 tới bây giờ thì gặp rất khá là nhiều cái sự rắc rối trắc trở. Người Ất Mão là có đại vận sớm, đại hạn trở lại là vào từ năm 2017 tới bắt đầu cho tới năm 2026, thì là cho nên là những cái năm này của người Ất Mão nó khá là phức tạp, khá là mệt mỏi. Để mà chia sẻ với cái vốn dĩ của cái người tuổi Ất Mão, phải nói là như này, người chữ Ất Mão là được một cái hay như thế này, là cái can cái chi ha, hành Ất can chi thiên can hành Ất, Ất thì nạp âm của hành cũng là mộc, Mão nạp âm của hành cũng là mộc, nhưng người lại mệnh là mệnh thủy, cho nên thủy sinh ra can chi. Cho nên là thường là cái người ta gọi là thuận sinh, bản mệnh của là thủy mà sinh ra can chi, cho nên là vì thế người Ất Mão không phải là vốn dĩ những người có sức khỏe tốt đẹp. Người thì trong mệnh thì mọc nhiều, cho nên là tụy nè, gan, cái bộ phận ở trên bụng thì có khá nhiều cái bộ phận không tốt đẹp, nó thiếu kim. Và gần như là người Ất Mão đa phần là người khuyết kim, cho nên là vận thế của cái người Ất Mão thường thì ít có người mà đại phát, thường là chỉ trung bình khá trở lại, chứ còn nhưng không đến nỗi quá khổ. Nhất là đặc biệt là các anh nam Ất Mão, chỉ có cái xấu, cái khuyết của mình là sức khỏe không được tốt, dù là nam hay nữ mạng. Đặc biệt là nữ mạng thì phải thường sống chung với bệnh, thì em đã nói ở trong cái phần nữ mạng rồi, còn nam mạng thì phải nói. Vào cái năm mà xung hạn á, do là cái bản mệnh của mình sinh ra cái sinh nhập cái can chi, cho nên mà người mà gặp vào những cái năm mà hoạn nạn thì đúng ý như rằng là gặp cái hoạn nạn lớn thì phút 89 coi như gần chết đuối rồi thì lúc nào cũng vớ được cái phao. Có quý nhân, có cái vận thế nó thay đổi mà nó bước ra một cái bước ngoặt khác, vượt qua sóng gió. Nhưng mà người Ất Mão cũng không phải là người ít thăng trầm trong cuộc sống. Có một số anh tới thời điểm này là gần như là cái thăng trầm của bắt đầu từ đại hạn 10 năm, là từ cái năm 2017 tới bây giờ, thì có nhiều anh là coi như tay trắng, thậm chí vợ con cũng mất. Đó là cái phước, cái phần có khi mình tạo ra nó như thế nào đó, thì mỗi người một phước, không ai giống ai được cả. Tuy nhiên cái chung của mình là gần như vậy. Cái phước của mình có thì cái sự may mắn của mình sẽ nhiều hơn, hoặc là cái sự xấu của mình sẽ giảm đi, hoặc là mình lấy một cái người vợ nó hợp tuổi. Ví dụ như Ất Mão nói hợp tuổi, họ lấy nào lấy kỷ mùi, không có đâu nha. Ất khắc kỷ làm ăn khó khăn cũng xung khắc tùm lum mà, chứ không phải đơn giản đâu. Đừng có nghĩ là hợp tuổi không mà hợi mão mùi tam hợp không, tam hợp đó, nhưng mà Ất khắc kỷ thì cũng như không. Rồi trở lại cái tử vi của năm Canh Tý đối với tuổi của các anh, mình sẽ phải luận như thế này. Năm Canh Tý là các anh, nếu mà đúng thì các anh được 46 tuổi. Thì những người mà chịu sự chi phối của cái tử vi tuổi Ất Mão sẽ gồm là những người nam mạng sinh vào ngày 11 tháng 2 năm 1975 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 1976. Mạng là đại khê thủy, nước ở suối lớn ấy. Người ta gọi là cốt con mèo nhưng mà tướng tinh con dơi. Khá là sáng mắt, nhìn đời cũng nắm bắt được nhiều cơ hội, cho nên vận dụng khá nhiều, linh hoạt, cũng là người chịu làm, linh hoạt, rồi thời cơ cũng dễ đón, là người giỏi đón thời cơ, cho nên là
cũng có vài người thuộc dạng khá, chứ mà giàu thì không dám nói đâu, tại vì Ất Mão không phải là số của những người giàu. À, giữa cái người Ất Mão với người Giáp Dần thì người Giáp Dần luôn luôn tiền tài hành thông hơn nhiều là người Ất Mão, và sức khỏe cũng thế. À, rồi xét cho năm á, thì người mệnh Thủy gặp năm Canh Tý là một năm Thổ, như vậy là bản mệnh Thổ khắc Thủy rất là xấu về bổn mạng, chủ về đau ốm, công việc thậm chí là có chút khó khăn, vì khi mà năm nó khắc mạng thì phúc tinh và tài tinh nó sẽ mất tác dụng. Lát nữa mình sẽ xét xem phúc tinh tài tinh ở trong mệnh của các anh nó sẽ ra sao, thì lúc đó mình sẽ tính hay là tốt hay xấu. Sao chủ của năm là sao La Hầu, một cái ngôi sao xấu, chủ về nặng tai đau ốm, có nhiều cái điều mà không có êm ấm cho lắm ở trong cái năm mà có sao La Hầu chiếu mệnh. Mình có thể nói như này ha, trong cái các cái sao chủ thì nhất là La Hầu sẽ xấu cho nam, mà nhất là cái đô sẽ xấu cho nữ. Còn bây giờ cái sao La Hầu là người ta nói là một cái hung tinh thì thuộc hành kim, sao này chủ về đem đến nhiều điều dữ của người phải chịu sao này chiếu mệnh, chuyện không may mắn liên quan, thậm chí là liên quan đến pháp lực cửa quan, gặp chuyện thị phi, kiện tụng, khẩu thiệt, gây tổn thất tiền của, nhiều chuyện buồn phiền, đặc biệt là cái những cái tháng xung như là tháng 2 và tháng 8 đối với người Ất Mão. Năm thì hình Thái Tuế, là chắc chắn là trong chủ mệnh của mình sẽ có ngôi sao Thái Tuế, không biết là nằm ở trong cung tam hợp hay là nhị hợp hay là ngập ở cung hạn hay là trong mệnh của mình có Thái Tuế. Thì thường mà người bị hình Thái Tuế này thường là sẽ nằm ở cung nhị hợp hoặc tam hợp. Xung Thái Tuế thì nằm ở trong hạn, trực Thái Tuế nằm trong mệnh, thì thường là như vậy. Còn tùy vào cái tuổi, tùy vào cái năm sinh nữa, cái giờ ngày giờ sinh nữa. Đó là sao hạn của năm thì nhẹ nhàng một tí xíu, hạn người ta gọi là hạn tam kheo, một cái tiểu hạn, chủ về tai nạn nhẹ hoặc là xây xát tay chân. Nam mạng 1975 Ất Mão gặp hạn tam kheo thì nên cẩn trọng chuyện xây xát tay chân, đi lại cũng nên cẩn thận, dễ gặp tai nạn nhẹ. Để ý đến những cái bệnh về tay chân, xương khớp, phong thấp, và để ý luôn những cái vật sắc nhọn khi mà cầm nắm, đi đứng nhớ cẩn thận. Vận niên của năm lại là một vận niên không tốt, đó là vận niên cẩu cùng phong, tức là chó điên dại, báo hiệu một năm chắc chắn là nhiều khó khăn ở trong rất là nhiều mặt, do vận niên mang lại sức khỏe kém mà tâm lại hay nổi nóng vô cớ, dễ những đến những cái quyết định sai lầm trong cái cuộc sống, trong cái công ăn việc làm của mình. Ví như mà một con chó nó bị trúng gió, rồi cái là đang sung mãn cái trúng gió cái xèo, cần bình tĩnh vượt qua những khó khăn trở ngại ở trong cái năm mà sẽ vận niên xấu nó sẽ đem đến. Rồi thiên can thì lại tốt đẹp, thiên can với chữ Ất của Ất Mão gặp chữ Canh đó, là thiên can này là thiên can thuộc ngũ hợp, đây là chủ về công việc tài lộc, công việc thôi chứ còn tài lộc thì còn nhiều thứ khác, thì đây là một cái năm tốt về công việc, những cái công việc hiện tại ở trong cái năm vẫn là tốt đẹp, thậm chí có sinh tài lộc nhiều hơn, thuận lợi hơn cho cái người Ất Mão ở trong những cái năm vừa qua. Dù là cái năm Kỷ Hợi, đáng lẽ là Hợi Mão Mùi là tam hợp là phải ngon lành, nhưng cái chữ Ất của các anh nó lại khắc chữ Kỷ, cho nên là năm vừa rồi tài lộc thì không nhiều nhưng mà công việc thì rắc rối tương đối. Nhưng mà không, dù gì nữa chữ Ất của mình khắc Kỷ, cho nên là có rắc rối, có phiền toái, nhưng cuối cùng hết mình cũng là người giải quyết được. Cũng nhưng mà năm nay thì ngon lành, công việc không có đem gì rắc rối gì có đối với các anh đâu, chữ Ất hợp Canh mà chắc là công việc sẽ vui vẻ hài hòa. Nhưng mà cẩn thận những cái sao xấu mà xấu nó đạt ở trên. Rồi địa chi Mão Tý, người ta nói là tự hình, chủ về thị phi gia đạo, nhiều chuyện buồn phiền. Tý ngọ Mão Dậu, Tý với Mão là không có chơi được với nhau, hai con này không chơi được với nhau, nhìn ở ngoài đời cũng thấy ha, là không chơi được với nhau, con mèo chỉ đi thịt con Tý thôi, cho nên là hy vọng là mình là con mèo, năm nay là năm Tý mình thịt được năm, chứ để đừng để năm nó thịt mình.
Nhưng mà nói đó là cái ý nghĩa thôi, chứ thực chất ra là hai cái năm như thế này thì trên có sẽ xung khắc. Gia đạo cũng tiếp tục là một năm cần phải chú ý nhiều. Các anh nên cẩn thận và bớt bớt lại cái sự nóng nảy, cái sự ao ào của mình với cái mệnh thủy. Mình nghĩ mệnh thủy mình ao một cái rồi thôi, nhưng mà em nói vui vậy nè, là người nói thì chả bao giờ nhớ, nhưng mà người nghe thì họ lưu tâm. À, bạn nói một cái chuyện đau lòng, anh nói một cái chuyện đau lòng, thì có thể là lúc đó anh giận, anh nói cho nó qua loa. Cái người mình thủy là như vậy, nhưng vợ mình nghe lưu vô tâm. À, rồi sanh ra lại là rối rắm, không tốt đẹp ở trong gia đạo. Đó là một cái điều mà mình không có nên để vướng vào. À, rồi, đó là cái bên ngoài của cái vận hạn của năm. Hãy nên nhớ là mình có cái sao chủ của năm khá xấu, bổn mạng lại bị tương khắc. Vốn dĩ của mình là những người không phải là những người sống thọ. Và người mà ất mão thường là những người không sống thọ. Cho nên là cẩn thận tai bay và gió đối với mình. Dù rằng cái hạng tam kheo là hạng xây sát nhẹ, nhưng mà nếu những người mạng lớn thì xây sát nhẹ, nhưng mà mình mạng nhỏ thuộc ất mão, mạng yếu lắm, xây sát nhẹ không biết nó xây sát trên đầu, nghĩa là rồi đi luôn ha, cẩn thận. Rồi đó là cái bên ngoài, còn bây giờ mình xét cái nội tại. Tọa cung tiểu vận của các anh á, thì có các sao như là Thiếu Dương, Đường Phù, Tấu Thư, nhưng mà bị suy thiên không án ngữ. Đây là bộ sao mà nói về có Thiếu Dương, Đường Phù là tốt đẹp, tại vì hai đây là phúc tinh, đem đến những cái may mắn trên đường đời, trên cái đường công danh sự nghiệp. Nhưng mà bị Tấu Thư và suy này, tấu thư đi trước suy và thiên không, thì là phải cẩn thận cái mặt giấy tờ nội tại. Có thể nói đây là một năm chủ về công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, không nên thay đổi công việc. Gặp sao chủ cũng xấu nữa, bổn mạng xấu nữa, cho nên là tránh thay đổi cái công việc mới. Cứ đường cũ mà đi. Như em nói ha, năm ngoái có thể chữ ất khắc kỷ thì mình gặp quá nhiều khó khăn, quá nhiều trục trặc ở trong công việc, thậm chí là những người buôn bán nó gặp cái gì đó, nhưng mà đừng có thay đổi. Đang buôn bán này thấy năm ngoái khó khăn quá, nhảy qua bán cái món khác thì món này nó tự nhiên nó có tiền, là không được nha. Rồi còn tọa cung tiểu hạn thì có các sao như Long Đức, Dưỡng, Đà La, nhưng mà bị triệt án ngữ. Long Đức, Dưỡng là tốt, nhưng bị Đà La và triệt ở đi sao khống chế, làm mất đi cái tác dụng của cái Long Đức. Tức là một năm mình có nhiều cái sự khởi phát, thấy là vận thế nó khởi phát lắm, nhưng mà thực chất mình vẫn chưa cầm được, chưa nắm được, chưa phát huy được cái tác dụng của mình. Còn ở trong cái cung tâm, cung nhị hợp thì có Thái Tuế. Mình đã nói này nha, mình nghe cho là xuống đây có Thái Tuế. Thái Tuế, Tướng Quân, Đế Vượng, Long Trì. Thái Tuế mà nhập cung nhị hợp, tình cảm, gia đạo rất dễ có những cái biến chuyển xấu. Năm nay nhớ ha, các chàng mà các anh mà có phòng gì hay này kia đó thì nhớ ăn cơm quẹt mỏ cho sạch ha, ăn phở gì đó quẹt cho sạch, chứ không cẩn thận là năm nay bị phát hiện bị sẽ lôi ra ánh sáng, tình cảm gia đạo sẽ có chút phức tạp. Còn ở trong cung tam hợp thì có Nguyệt Đức bị tuyệt và đại hao án ngữ, tử phù, kiếp sát, phá tái, đào hoa, phúc đức, thiên hỷ, mộc dục. Đây là một cái cung tam hợp khá là cái phức tạp, với đại hao đi với tử phù kiếp sát, thì đây là một cái năm đem đến nhiều hao tốn tiền bạc ở trong cái gia đoạn của mình. Tuy nhiên có cái phá toái bị kiếp sát đi sao phá toái, nhưng mà bị tuần án ngữ lại thì phần nào cũng hút bớt đi cái hung hại. Tuy rằng thấy mình hao tốn nhiều, nhưng mà cái đạt được của mình nó cũng có được. Mình bỏ ra để mình mong cầu cái sự tốt đẹp ở trong công việc hay là cái gì đó. Tóm lại một năm có thể gây ra hao tốn, nhất là những cái đối tác làm ăn của mình. Bên cạnh đó thì có những cái tin vui nè, với đào hoa, phúc đức, thiên hỷ, mộc dục. Đây là bộ sao dễ có những cái vui tích cực ở trong cái việc cưới gả, hoặc là thêm con thêm cháu.
thêm dâu thêm rể gì đó đối với cái các anh. À, như vậy cái cung tam hợp thì cũng ngoài cái chuyện xấu về cái đem đến hao tốn, thậm chí là có tử phụ hoặc kiếp sát này là nạn sát thân, hao tốn, mà nếu mà không hao tốn thì sẽ có nạn sát thân, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà mình cũng phải có cái gì đó vui vui bù lại, đó là mình có đào hoa phúc đức thiên hỷ mộc dục. Đào hoa này cũng có thể là đào hoa mệnh hoặc là đào hoa kiếp, còn tùy vào ngày tháng năm sinh của các anh. Nhưng mà rõ ràng đào hoa là có nhiều mối quan hệ, có người khác phải vui vẻ đến với mình, nhưng nạn hay kiếp thì còn tốt hay xấu là còn phải tùy vào cái phúc của mỗi người, vào cái giờ sinh ha. Như vậy thì em đã tổng hợp xong cái phần tử vi của cái năm Canh Tý năm 2020 đối với tuổi Ất Mão nam mạng của các anh. Bên cạnh những cái điều tích cực nho nhỏ thì phần lớn là vẫn là những cái điều không tốt đẹp, như từ sao hạn vận niên. Chỉ có thiên can một cái là về ảnh hưởng về công việc, từ xưa đến giờ thì nó tốt đẹp, tức là đường cũ đi thì vẫn thành công. Một năm đối với em thì tính điểm cho các anh thì chắc là em tính khoảng 4 điểm, chưa được trung bình đâu. Nhớ cẩn thận với một năm hình thái tuế. Rồi bây giờ thì mình sẽ tính xem cái vận hạn 6 tháng đầu năm Canh Tý của các anh nó sẽ tốt và xấu ra sao, để mà các anh có được cái nhận định mà biết rằng biết tổng năm là phải đề phòng cẩn thận nhiều điều rồi, nhưng mà đâu phải là tháng nào nó cũng xấu hết. Dĩ nhiên sẽ có tháng tốt và tháng xấu, và tháng nào xấu nhiều tốt nhiều thì mình sẽ coi cái vận hạn 6 tháng đầu năm mình sẽ biết ha. Đầu tiên hết của cái tháng đầu tiên hết của năm Canh Tý tức là tháng Giêng. Tháng Giêng thì tháng Mậu Dần, tháng Mậu Dần là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mệnh là với thổ của tháng sẽ khắc tiếp thủy ha, mình bị thổ của năm khắc rồi bây giờ thổ của tháng khắc, cho nên bổn mạng sức khỏe của năm của cái người mà nam mạng Ất Mão sẽ không được tốt đẹp cho lắm ở trong cái khoảng đầu năm này. Cẩn thận vẫn là tốt nhất ha. Thiên can thì chữ Mậu với chữ Ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên công việc tài lộc mà không có vấn đề gì, không có quá kiên kỵ, công việc khởi động thì ok ổn. Địa chi Dần Mão thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng song chắc nhau, cho nên gia đạo tình cảm vẫn không có vấn đề gì quá lớn, tốt đẹp ok được. Với tháng Giêng chỉ phải để ý cái bổn mạng và sức khỏe của các anh một tí xíu. Tiếp tục đó là tháng 2, tháng Kỷ Mão. Tháng 2 của năm Canh Tý là tháng Kỷ Mão, mà tháng Kỷ Mão lại là một tháng thổ nữa. Như vậy thì là thổ tiếp tục khắc thủy, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận đề phòng sức khỏe vốn đã không mạnh mẽ gì của mình, coi chừng tai nạn phạm thân ha, có thể là xây sát tay chân của cái hàng tao keo, coi chừng tai nạn ha. Rồi thiên can thì không tốt đẹp cho lắm, với gì hồi nãy mình đã nói ha, cái sao la hầu là các anh là xung cái tháng 2 này nè, là Ất khắc Kỷ, là thiên can của mình khắc tháng. Thiên can khắc tháng, cẩn thận hao tạp, công việc có người chống phá, không có tốt đẹp. Tháng này nhớ cẩn thận về phần công việc nữa. Địa chi Mão gặp Mão, là thuộc nhóm tự hình. Mão với Mão, năm sinh tháng tuổi, chắc chắn rằng gia đạo tình cảm sẽ có chút xào xáo, không được đẹp lòng cho lắm. Rõ ràng như vậy thì tháng 2 là một cái tháng xấu đối với người Ất Mão. Vì sao? Mạng thì bị tháng khắc. Khi mà mạng bị tháng khắc, phúc tinh và tài tinh sẽ bị mất đi tác dụng, phá vào bản tinh, vì thế nó hoành hành. Mà nó hoành hành rồi thì thiên can cũng tiếp tục khắc tháng. Rồi địa chi là năm sinh tháng tuổi. Rõ ràng đây là một cái tháng phải đánh dấu đỏ, cẩn thận nó, đừng để nhiều cái việc xảy ra trong cái tháng này, nó sẽ rất là phức tạp, không có tốt ha. Rồi tiếp tục đó là tháng 3 âm lịch của năm Canh Tý. Tháng 3 âm lịch là tháng Canh Thìn, năm Canh gặp tháng Canh, đây là cái tháng tốt cho công việc này. Tháng Canh Thìn thì thuộc kim, như vậy bổn mệnh là kim sinh thủy. Bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe và bản mệnh. Khi mà bản mệnh được tương sinh, phúc tinh và tài tinh phát huy tác dụng sáng lên,
À con ngon à, như vậy em à sẽ tốt đẹp ha. Thiên can chữ canh và chữ ất á, thấy không, là canh hợp ất, đây là thiên can thuộc ngũ hợp, tốt cho công việc tài lộc, tốt cho những cái việc hành thông. À thấy em rồi đó. Tuy nhiên á, thìn và mão là cái địa chi không tốt đẹp. Thìn và mão là thuộc nhóm nhị hại, ở ngoài miền Bắc thì kêu là lục hại. Quên, đúng là nhị hại, một cái lục xung một cái lục hại. Thì cái này thì rõ ràng là sẽ cũng giống như tháng tháng hai, với khá nhiều cái sự xào xáo trong việc tình cảm và gia đạo. Cho nên tháng 2, tháng 3 các anh phải cẩn thận nhiều về cái phần tình cảm và gia đạo. Rồi, nhưng mà tháng 3 thì tốt đẹp hơn nha. Thiên can là ngũ hợp. À, ngon ha, em rồi đó, thấy là thấy có tín hiệu tích cực. Phải có cái gì đó nó tốt tốt đi chứ. Tháng nào cũng xấu ăn mày sao? Tiếp tục là tháng 4 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Tháng 4 là tháng Tân Tỵ, mà tháng Tân Tỵ thì tiếp tục là tháng Kim. Như vậy xét về bổn mạng cũng không khác tháng 3, với Kim sinh Thủy, bản mệnh và sức khỏe tốt, phúc tinh tài tinh, vì thế được hưởng lại ngon lành. À nhưng thiên can thì lại không tốt đẹp cho lắm, lại dính vào cái chuyện đầy đà. Đó là sao? Vì chữ tân của thiên can Tân Tỵ sẽ khắc chữ ất đó, cho nên là tháng khắc thiên can công việc dễ lâm vào bế tắc, hao tài tổn của. Đặc biệt ở đây là cái tháng khó khăn về công việc, với thiên tháng khắc thiên can. Thường mà tháng khắc thiên can là nó nhiều điều phức tạp lắm, không được ngon lành ha. Rồi địa chi Mão Tỵ thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Rõ ràng đây là cái địa chi có cái sự tốt đẹp về công việc tài lộc thì không ngon lành. Như vậy thì tháng tháng tư các anh thì phải cần chú ý cái phần công việc. Hy vọng với cái sự tương sinh về bổn mạng kim sinh thủy, phúc tinh và tài tinh, nó sẽ phần nào cứu vãn lại được cái việc thiên can nó bị tháng tư khắc như thế này. Tiếp tục đó là tháng 5 âm lịch của cái năm Canh Tý, mà tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ thì thuộc mộc, như vậy là bản mệnh bị sinh xuất, với thủy sinh mộc, bản mệnh bị sinh xuất tháng, cho nên là sức khỏe bổn mạng bị suy yếu, cần cẩn trọng một tí xíu ha. Trong cái bổn mạng thì bổn mạng bị sinh xuất là nhẹ nhất. Rồi cái thứ cái khó tiếp theo là tháng khắc bổn mạng. Quên, bổn mạng khắc tháng, sau đó là cái cuối cùng, cái nguy hiểm nhất là tháng khắc bổn mạng, giống như là hai cái tháng tháng 1 và tháng 2 gì đó. Rồi thiên can Nhâm Ất thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhâm thì là thuộc thủy, cho nên là Ất thuộc mộc được tương sinh về nạp âm ngũ hành. Tháng này tuy là một tháng không có rắc rối đầy đà ở trong công việc, nhưng có tài lộc không quá lớn, tài lộc nhỏ nhỏ thôi. Ok, được, có tài là vui rồi. Mão ngọ, tí ngọ, mão mão ngọ sát nhau trong tứ hành xung, là dấu hiệu của nhiều rắc rối, không chỉ cho gia đạo đâu mà còn cho cái mối quan hệ xã giao trong tình cảm. Nhớ cẩn thận cái tháng này. Như vậy thì tháng 5 để ý bản mệnh nhẹ tí xíu, chủ yếu của cái tháng này vẫn là gia đạo tình cảm có chút rắc rối ha. Rồi tháng cuối cùng của cái vận hạn 6 tháng đầu năm, đó là tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý, mà tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi nha. Tháng Quý Mùi chắc chắn là tháng mộc. Như vậy bản mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh tiếp tục sinh xuất suy yếu, cần cẩn trọng một chút xíu ha. Rồi cái thiên can là chữ ất với quý, không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cũng giống như tháng 5 với nhâm quý thì thuộc nạp âm ngũ hành thủy, giáp ất thì thuộc mộc, cho nên là nạp âm ngũ hành là được tương sinh. Tháng này không có sự chống phá trong công việc, có chút tài lộc nhưng đừng có mong cầu nó là lớn, nhỏ nhỏ thôi ha. Địa chi thì khá là tốt đẹp, với cái tháng mùi gặp tuổi mão là thuộc nhóm tam hợp, hợi mão mùi là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo đâu,
mà còn cho cả những cái mối quan hệ xã hội trong công việc rất là tốt đẹp. Đây là cái tín hiệu khác biệt so với cái tháng này. Mà như vậy ở trong tháng 6 cũng vẫn phải để ý cái bổn mạng bị sinh xuất của mình, có thể là sẽ có bệnh nặng gì đó nhưng mà không quá nặng, bệnh nặng nhưng không quá nặng, nhẹ nhàng, không có ảnh hưởng nhiều đến công việc, cũng quá không quá ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe của mình, có thể là xây xát tay chân hay là gì đó. Như vậy thì mình tổng hợp xong cái 6 tháng đầu năm, cái vận hạn của các anh sinh năm 1975, Ất Mão, Đà Mạc, rõ ràng là có khá khá những cái điều không tốt đẹp ở trong cái như là tháng 2, tháng 5. Hy vọng rằng là những cái thông tin mà em vừa tổng hợp và chia sẻ đến anh, các anh có thể ứng dụng và làm nó một cái hành trang nhỏ để mà mình có được cái sự nhận định, biết được tháng nào xấu, tháng nào tốt, để mà đưa ra những cái đường hướng trong công việc làm ăn của mình, cũng như trong cái đối nhân xử thế, gia đạo tình cảm, để mà có được cái năng bị hình thái tuế và sao chủ la hầu chiếu mạng, thành công chứ không thất bại. Các anh xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Ất Mão Nam Mạng được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở dưới, cũng như là kênh Phong Thủy và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người và người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.